Thank you.
là quyền là một sứ mệnh, đây là cái quyền năng của Chúa, và chúng ta tin cậy nơi Chúa, mỗi người trong chúng ta được kinh nghiệm sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta. Thank you.
Oh,
Xin mời Chúa hiện diện